Tổng thống Biden đã phản ứng đầy giận dữ khi bị cho là có trí nhớ kém trong báo cáo điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Hu. Theo Politico, trong ngày 8 tháng 2, Tổng thống Joe Biden đã đưa ra những tuyên bố đầy giận dữ về báo cáo điều tra của ông Robert Hu, công tố viên đặc biệt thuộc Bộ Tư pháp Mỹ. Kết quả điều tra vốn là một tin tốt cho ông chủ Nhà Trắng, khi ông Biden không bị cáo buộc hình sự về vấn đề lưu giữ tài liệu mật. Tuy vậy, bản báo cáo hơn 300 trang của công tố viên Hu lại mô tả đương kim tổng thống là người đàn ông cao tuổi có trí nhớ kém, và điều này có thể ảnh hưởng lớn tới chiến dịch tranh cử sắp tới của ông Biden. Tôi biết mình đang làm gì. Báo cáo còn nói rằng tôi không nhớ ngày giỗ của con trai. Tôi không cần bất kỳ ai nhắc lại ngày mà Bill qua đời. Sao ông ta dám nói tới điều này? Tổng thống Mỹ nói đầy phẫn nộ. Cũng theo Tổng thống Biden, ông đã phải trải qua cuộc thẩm vấn kéo dài 5 giờ đồng hồ trong vòng 2 ngày và bị bắt phải nhớ lại những sự kiện từ tận 40 năm trước. Lúc đó tôi còn phải đối mặt với cuộc khủng hoảng ở Trung Đông khi Hamas quyết định tấn công Israel, ông Biden tiết lộ. Trong bình luận của mình, ông Biden nhấn mạnh rằng trí nhớ của mình vẫn ổn, đồng thời khẳng định không vi phạm những quy tắc về xử lý tài liệu mật khi còn là phó tổng thống. Thông tin cho rằng tôi cố tình giữ các tài liệu mật là không chính xác và dễ gây hiểu lầm, ông Biden nói thêm. Trước đó, công tố viên đặc biệt Robert Hu đã công bố bản báo cáo điều tra dài 388 trang, chỉ ra rằng ông Biden đã giữ nhiều tài liệu mật liên quan đến chính sách ngoại giao và quân sự. Tuy vậy, các bằng chứng này không đủ kết luận sai phạm của ông Biden và sẽ không có cáo buộc hình sự nào được đưa ra đối với ông chủ Nhà Trắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.